xin trắng tay nguyện cầu cho thế giới, con xin trắng tay nguyện cầu cho chúng sinh, nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hình ảnh người cha. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe. Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày Father Day. Trong cái truyền thống sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ, vượt qua tất cả những yếu tố về kinh tế, thì ngày Father Day này đã là một trong những cái nét đẹp trong cái nếp sống văn hóa của con người. Trước đây chúng ta có một ngày mẹ, cũng không khác gì như ở tại Việt Nam. Chúng ta có ngày lễ Vu Lan để tưởng nhớ tới công ơn cha mẹ của mình. Đó là một cái nét đẹp trong văn hóa, bởi vì chính cái nét đẹp này nó gìn giữ cái nếp sống của con người, mà căn bản của nó là nếp sống ở trong gia đình, trong tương quan giữa cha mẹ con cái, giữa anh em vợ chồng với nhau. Cứ tưởng tượng rằng có một xã hội mà ở đó cha mẹ không ra cha mẹ, con cái không ra con cái. Cái đạo làm người bắt đầu từ đó, mà nếu không ra gì hết cả, thì đâu là kỷ cương diệt mối, đâu là cái nề nếp sinh hoạt của con người trong một cái xã hội ổn định. Cho nên hãy cảm ơn có một ngày như thế này. Và cũng nhân cái ngày lễ cha như thế này, tôi muốn nói đến cái hình ảnh của người cha ở trong Phật giáo. Trong kinh Thi Ca La Việt nói về một người thanh niên tên gọi là Thiền Sanh. Người thanh niên đó theo tập tục ngàn xưa trong cái xã hội Ấn Độ, mỗi buổi sáng thức dậy, chàng ra ở trước giữa trời đất mà vải khắp hết tất cả sáu phương đông tây nam bắc và trên dưới. Lúc bấy giờ Đức Phật mới đi ngang đó, hỏi người thanh niên đó: lễ lạy sáu phương như vậy để làm gì? Người thanh niên chỉ biết trả lời: con theo tập tục người xưa để lại. Mà nghĩ rằng lễ lạy sáu phương là lễ lạy sáu cái vị thần ở trong sáu phương đó, để cầu mong sáu phương các vị thần gia hộ cho con. Đức Phật mới bảo rằng không phải thế đâu. Lễ lạy sáu phương chính là lễ lạy cái đạo làm người trong cái tương quan giữa con người với con người ở trong xã hội. Lễ lạy phương đông chính là lễ lạy cái vị thần linh đó, chính là cha mẹ của mình, chứ không ai khác hơn hết tất cả. Lễ lạy phương trên đó là lễ lạy cái ân đức của tất cả những vị thầy đã từng dạy dỗ cho mình biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Mình lệ lại cái phương dưới chính là để mình niệm cái ân của những người đã hầu hạ phục dịch cho mình từ miệng cơm manh ảo cho tới tất cả mọi cái ở trong đời. Lệ lại mà như vậy thì thưa quý vị, nó không mang cái tính cách thần bí và tín ngưỡng, mà lệ lại như vậy nó mang cái tính cách đó để giáo dục con người, thiết lập những cái tương quan tốt đẹp nhất cho cái đời sống của con người ở trong xã hội. Lễ lạy phương đông là lễ lạy cái ân đức của cha mẹ với mình. Và cùng ở trong kinh đó Đức Phật mới dạy cha mẹ có ân đức như thế nào với mình. Quý vị, cha mẹ sinh mình ra đời đó là ân đức lớn. Cha mẹ làm lụng vất vả, đánh đổi mồ hôi nước mắt để nuôi mình từ thuở bé thơ, cho mình ăn, cho mình học, nuôi dưỡng cái cơ thể này của mình lớn lên, và đồng thời cho mình học hành để nuôi lớn cái đời sống trí tuệ, hiểu biết của mình ở trong đời. Rồi cùng cha mẹ đó
hướng dẫn để cho mình tránh xa những con đường ác, sống cuộc đời là cùng cha mẹ đó, hướng dẫn để cho mình có một nghề nghiệp ở trong cuộc sống. Ân đức như vậy lớn biết bao nhiêu. Hơn nữa, và đây là cái ân mà tôi muốn nói đến, đó là cha mẹ còn có một bổn phận như Phật dạy, là phải trao truyền cái gia tài lại cho con, phải truyền lại cái gia tài của mình cho con cái. Những cái bổn phận mà Đức Phật nói tới ở trong kinh đó, thưa quý vị, những cái bổn phận ai cũng có thể nhìn thấy được. Và hầu hết cái đạo lý con người ở trong xã hội, ở đâu cũng đều có nói tới hết, không phải là điều xa lạ gì hết cả. Chỉ có một điều mà Đức Phật nhấn mạnh, đó là không chỉ cho con cơm áo gạo tiền, không chỉ lo cho con học hành, mà đặc biệt cha mẹ còn phải lo cái việc dựng vợ gả chồng cho con, và đặc biệt hơn nữa lo cho con sống một cuộc đời đạo đức, tránh xa những con đường xấu ác. Đó là bổn phận của cha mẹ với mình. Cha mẹ đánh đổi cuộc đời của mình để cho mình được tất cả những thứ đó. Cha mẹ mong chờ gì ở nơi con, quý vị? Cha mẹ chỉ mong chờ một điều, mong cho con mình trở nên người tốt đẹp, sống một cuộc đời xứng đáng mà thôi. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, hiểu về cha mẹ thì không chỉ là mua quà, mua cáp cho cha mẹ, đó cũng là một hình thức đẹp, nhưng mà không đủ. Hiểu về cha mẹ thì không chỉ thương cha thương mẹ là đủ, mà hiểu về cha mẹ thì phải làm sao sống cho nên người tốt đẹp như cha mẹ đã từng đặt tất cả niềm tin cậy vào ở cái con người của mình. Có lẽ đối với bậc làm cha mẹ mà nói, không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái hạnh phúc nhìn thấy những đứa con của mình sinh ra, nhìn thấy những đứa con của mình nuôi dưỡng ăn học nên người tốt đẹp. Chỉ cần nhìn thấy đó thì cha mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Và ngược lại, không có cái nỗi đau đớn nào hơn cho các bậc làm cha mẹ khi thấy cái đứa con của mình đó đi vào con đường hư hỏng, ăn chơi rượu chè cờ bạc, rồi giết người cướp của, vào tù vào tội vân vân. Chính ở tại nơi đây tôi từng biết có những bậc làm cha mẹ của cái vật chất không thiếu cho con. Con đòi có xe là có xe, con đòi có nhà là có nhà. Nhưng mà rồi con cái hư hỏng, phạm pháp để phải vào tù vào tội. Những bậc làm cha mẹ đó đau đớn biết bao nhiêu mà kể khi thấy cái con cái của mình như thế. Ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, chúng ta vẫn thường hình dung Đức Phật như một đấng cha lành của tất cả chúng sanh vạn loại. Thường cái câu mà tạng Phật chúng ta hay xưng tạng, đấng cha lành bốn loài, bậc đạo sư của ba cõi. Cha lành bốn loài là gì? Bốn loài thì chỉ cho tất cả các loài chúng sanh. Có những loài chúng sanh sinh ra từ ở trong bào thai của mẹ, như là con người chẳng hạn. Có những chúng sanh sinh ra từ ở đất chỗ ẩm thấp, như những con giun, con dế, con bò hung chẳng hạn như thế. Có những chúng sanh mà sinh ra từ ở nơi sự biến hóa, như là con ngài, con nhồng biến thành con bướm rồi vân vân. Có những chúng sanh sinh ra từ ở nơi trứng, tất cả mọi cái đó đều là bốn loài chúng sanh, bao gồm tất cả những sinh vật ở trên cái cõi đời mà chúng ta thấy được đó. Và Đức Phật đối với tất cả các loài đó không khác gì với một đấng cha lành hết tất cả. Đấng cha lành như thế nào, quý vị? Đức Phật đúng là không sinh ra cái thân xác này chúng ta, nhưng Đức Phật sinh ra một cái thân khác cho con người của mình. Cái thân đó trong đạo Phật gọi là giới thân. Nhờ của Đức Phật mà rồi từ người tài gia cho tới người xuất gia, ai cũng đều có cái giới thân ở cái con người của mình hết. Thân giới đó là gì? Mình thọ trì cái giới pháp của Phật, lấy cái giới pháp đó để mà tiến bước trên con đường tu học, hướng về con đường giải thoát giác ngộ. Đó là giới thân. Người Phật tử tại gia cái phát nguyện thọ giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Thưa quý vị, đó là giới thân của người Phật tử đó. Đức Phật sinh ra cái giới thân đó cho chúng ta, không khác gì cha mẹ sinh ra cái hình hài thân xác này của chúng ta hết cả. Đức Phật nếu như cha mẹ cho con ăn học để mở mang đầu óc, nếu như cha mẹ
biết hướng dẫn con người tránh xa con đường ác, sống cuộc đời lành, thì Đức Phật cũng không khác gì như thế hết cả. Đức Phật đó đã đem cái ánh sáng của tuệ giác vào trong cái thế gian tâm tội này, để chỉ cho ta nhìn thấy được cái nhân cái quả ở trong đời sống, để chỉ với nhân quả đó, ai là kẻ hiểu biết, người đó sẽ không bao giờ làm điều ác hết. Đức Phật đó đã chỉ cho ta nhìn thấy cái sự thật khổ đau của đời sống này là từ đâu? Từ cái sự ôm chấp của con người đối với tất cả mọi sự trên đời. Đức Phật đó đã chỉ cho chúng ta thấy được cái sự thật duyên khởi của tất cả các pháp. Tất cả đều do nhân duyên mà sinh thành, đều do nhân duyên mà hoại diệt. Đức Phật đó đã dạy hoặc con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ cái dục vọng, và đồng thời cũng giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ cho các vị thần linh. Đức Phật đó, Ngài đã cho chúng ta cái mà gọi là huệ mạng, tức là cái mạng trí huệ mà chúng ta có được nhờ ở nơi cái ánh sáng của Phật pháp soi sáng. Nếu không có Đức Phật ra đời, thưa quý vị, đúng là ta vẫn sinh ra đời, ta vẫn lớn lên giữa cuộc đời, ta vẫn ăn học, vẫn làm nghề này nghiệp nọ, ta vẫn có thể có danh có phần giữa xã hội, ta có thể sống một cuộc đời thoải mái. Nhưng mà nếu không có Đức Phật, hãy nghĩ một điều, lấy ai là người chỉ cho mình thấy những sự thật của khổ đau đó? Lấy ai chỉ cho mình cái con đường tu tập để giải thoát khỏi những khổ đau đó? Lấy ai để chỉ cho mình thấy được rằng ngay ở cái con người của mình có tất cả cái khả năng để mà tự giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ? Nếu không có Đức Phật, có thể ta vẫn cứ mãi mãi ngồi chờ cái năng lực của một đấng thần linh nào đó, một đấng siêu nhiên nào đó, để ban phước này chúng ta, ban phước kia chúng ta, mà không bao giờ biết được rằng phước cái hòa, hạnh phúc cái đau khổ, tất cả đều từ chính chúng ta chứ không phải ai khác tạo tác ở trong cuộc đời của mình. Có những cái sự thật rất đơn giản, nhưng nếu không phải là Đức Phật, không phải là đấng đại giác Thế Tôn, ai là người có thể cho ta được cái trí tuệ để nhìn rõ được cái đó, quý vị? Rất có thể những người học Phật không có được cái khả năng tri thức để mà hiểu hết như những nhà khoa học, như những nhà bác học. Nhưng mà một người học Phật chân chính, người học Phật đó sẽ thấy được cái nhân quả ở trong đời sống của mình. Người học Phật đó sẽ biết tránh xa những con đường xấu ác, nguyện sống cuộc đời lành. Người học Phật đó phải từ nỗ lực ở cho bản thân mình để mà tạo dựng cái hạnh phúc thực sự cho đời sống của mình, chứ không phải chỉ có nhắm mắt cầu xin ơn trên ban phước này ban phước kia, mà từ thân mình thì không thay đổi, không chuyển hóa gì hết cả. Cho nên Đức Phật đó cũng là đấng cha lành với tất cả chúng sanh là nghĩa như thế. Và cũng như một người cha sẽ trao truyền lại cái gia tài cho con, Đức Phật, thưa quý vị, Ngài cũng trao truyền cái gia tài của Ngài lại cho tất cả chúng ta. Cái gia tài của Phật là gì? Phật không để lại cho ta tiền tài của cải, Phật không để lại cho ta lâu đài này cơ sở nọ. Và ngay ở trong cái kinh gọi là Thừa Từ Pháp, Đức Phật từng dạy các thầy, các con hãy đừng thừa từ tài vật, hãy thừa từ pháp. Đừng thừa từ tài vật, đi tu là để thừa từ cái pháp mà Đức Phật để lại, mà thầy tổ để lại cho mình. Đó là cái mà Đức Phật để lại cho mình đó. Trong cái gia tài của Đức Phật để lại, thưa quý vị, nếu mình nói một cách cụ thể hơn, thì đó là gì? Đó là một trái tim từ bi vô lượng. Đó là cái ánh sáng tuệ giác, cái sự giác ngộ mà Đức Phật đã trao truyền lại cho cái thế gian này. Không có gì quý hơn hai cái đó hết tất cả. Cho nên khi mà một người Phật tử mà lạy Phật, cầu Phật, hãy đừng xin Phật, không cần phải xin Phật, không cần xin Phật cho con tiền rừng bạc bể, cho con mua may bán đắt, không cần xin Phật cho con khỏe mạnh thế này thế khác. Hãy xin Phật cho con được cái mà Phật có mà con chưa có, mặc dù có sẵn đấy con mà con không biết, thì xin Phật cho con có một chút từ bi ở trong trái tim của mình. Hãy xin Phật cho con có một chút trí tuệ ở cái con người của mình. Và tôi tin một điều, thưa quý vị, chỉ cần một chút lòng từ bi trỗi dậy thôi, nó sẽ dập tắt biết bao nhiêu cái ngọn lửa hận thù
ganh tỳ đố kỵ ở con người của mình. Cứ tưởng tượng trong một gia đình mà vợ có một lòng từ bi, hoặc người chồng có một trái tim từ bi, đó là cả một cái nguồn hạnh phúc an vui cho cả cái gia đình rồi. Và chính cái tấm từ bi đó chứ không phải cái gì khác mới dập tắt đi những ngọn lửa ganh tỳ đố kỵ hờn giận giữa những người thân thuộc với nhau. Nếu như có ai hỏi rằng địa ngục trong đạo Phật là cái gì, thì thưa quý vị, địa ngục trong đạo Phật đó là cái tấm đầy dậy những hận thù ganh ghét đố kỵ, không gì khác hơn hết. Và chính con người bằng những thứ đó đã từng biến những mái ấm gia đình trở thành những địa ngục ở trong đó, mà khiến cho ai từ cha mẹ tới con cái cũng đều cảm thấy ngạt thở với một cái hình ảnh gia đình mà vợ chồng không thương yêu nhau, gây gổ nhau đêm ngày, cha mẹ con cái không biết yêu thương nhau mà chỉ biết hành hạ đánh đập chửi bới lẫn nhau không thôi. Địa ngục là đó. Thiên đường là gì vậy? Đó chính là cái trái tim từ bi ở con người của mình đó quý vị. Và chỉ cần cái trái tim từ bi đó trong cái hình tượng của một giọt nước cam lồ rưới xuống để dập tắt hết tất cả những hờn oán ở trong lòng, để cho cõi lòng của mình mát mẻ, ta sẽ thấy cái hình ảnh của một gia đình mà những con người sống với trái tim từ bi trở thành một cái hình ảnh tươi mát, mái ấm gia đình trở nên một chỗ thiên đường hạnh phúc để cho con người sống ở trong đó. Cho nên mình lạy Phật, lệ Phật, mình mà niệm danh hiệu của Phật thì chính yếu hãy xin Phật một điều, cho con bớt hận thù, bớt ganh ghét, bớt đố kỵ, cho con thêm một chút từ bi ở trong lòng của mình. Chỉ cần một chút từ bi đó không thôi, mình sẽ từ thoát mình ra khỏi biết bao nhiêu cái ngọn lửa tham tàn thiêu đốt mình, thiêu đốt hạnh phúc trong đời sống của mình. Hãy xin Phật cho con một chút trí tuệ của Ngài đi. Đi tu là gì? Là chỉ để đi cầu xin một chút trí tuệ từ ở trong đạo của Phật thôi. Chỉ cần một chút trí tuệ của Phật thôi, để mình hiểu được mình, hiểu được cuộc đời này, mình sẽ giải thoát mình ra khỏi biết bao nhiêu là những trói buộc, những đau khổ ở trong đời. Một chút trí tuệ thôi, để mình không ôm chấp mà hận thù kẻ này, gánh ghét kẻ kia. Chỉ cần một chút trí tuệ thôi, để mình có thể an nhiên tự tại trước tất cả những danh, những lời, những thị phi, những lời khen tiếng chế. Chỉ cần có một chút trí tuệ thôi, để mình có thể mỉm cười trước tất cả những được mất, hơn thua, những thành bại ở trong cuộc đời này. Một chút trí tuệ thôi, thưa quý vị, cho mình biết bao nhiêu là hạnh phúc lớn ở trong cuộc đời này của mình. Và đó chính là cái mà Đức Phật lúc nào cũng mong muốn trao cho mình. Đức Phật ra đời không phải để làm giáo chủ, không phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa. Đức Phật ra đời, Ngài chỉ muốn trao lại cho tất cả những người đi theo Phật cái tâm từ bi đó, cái trí tuệ sáng suốt đó, để mình hiểu mình, hiểu cuộc đời. Chỉ cần một chút đó không thôi, mình bớt khổ biết bao nhiêu, mình thêm vui biết bao nhiêu. Và cũng chỉ cần một chút đó thôi, mình sẽ làm cho cái đời sống của mình có ý nghĩa biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu người bởi vì không có từ bi, bởi vì không có trí tuệ mà vợ chồng gây khổ cho nhau suốt cả cuộc đời. Chỉ vì những gia đình mà cha mẹ vì chỉ vì thiếu đi một chút từ bi, không có một chút trí tuệ để hiểu được những đứa con của mình, cho nên đã từng đẩy những đứa con của mình trở thành kẻ oan gia ở trong gia đình của mình đó. Trong kinh Pháp Hoa, nếu quý vị từng tụng đọc thì biết ở trong đó cái hình ảnh của một người cha. Một người cha xa cách đứa con của mình 50 năm trời biển biệt. Đứa con thì đi lang thang ra rưỡi làm kẻ cùng tự, ăn mày chỗ này, ăn xin chỗ kia, sống một cuộc đời thấp hèn. Trong khi người cha đó là một vị trưởng giả giàu có, lầu đài điền các kẻ ra người hầu nghệ hà đủ hết. Thế rồi một hôm, cái đứa con cùng tự lang thang đó tình cờ đặt chân tới ở một cái nơi ngôi nhà người cha của mình mà đứa con không biết, cứ tưởng rằng đây là cung vua điền chúa nào, cứ tưởng rằng đây là một kẻ
oai quyền nào trong xã hội. Nhưng mà đứa con không hay không biết. Nhưng mà người cha nhìn thấy cái đứa con nghèo khổ đó thì biết rằng đây là con của mình. Và người cha chỉ vui mừng và mong ước một điều: làm sao cho đứa con của mình ở lại nơi đây, để rồi sau này người cha đó sẽ trao hết tất cả cái gia tài của mình cho con. Người cha đó đã tìm hết tất cả mọi phương cách để cho cái đứa con đó vào ở trong cái ngôi nhà của mình. Từ cái việc làm những công việc như là gánh phân, tưới nước, những công việc tồi tệ, từng bước người cha đó đã nuôi cái tâm trí của đứa con mình trỗi dậy. Và cuối cùng, trước khi chết, người cha hồi họp với tất cả mọi người và bảo với tất cả mọi người rằng: cái đứa con này đấy vốn là con của ta, và tất cả gia tài của ta đây ta trao lại cho con của ta. Thưa quý vị, chúng ta là những người con của Đức Phật như vậy. Hãy tiếp nhận cái gia tài mà Đức Phật để lại cho mình. Đừng tiếp nhận những cái thứ rác rến, đừng tiếp nhận những cái thứ bụi bặm. Hãy tiếp nhận cái viên ngọc quý của từ bi, của trí tuệ mà Đức Phật lúc nào cũng chỉ muốn trao lại cho mình đó quý vị. Quý vị đi chùa, quý vị niệm Phật, quý vị cầu nguyện Phật cho con cái này, Phật cho con cái khác, không bằng chỉ một lần quý vị mở được cái trái tim của mình để cho bao nhiêu hờn dần oán cừu rơi rụng hết, để cho cái giọt nước từ bi thấm ở trong cái trái tim của mình đó. Quý vị đi chùa cầu nguyện đêm ngày, không bằng chỉ cần một lần nào đó trong cuộc đời quý vị nghe một câu kinh Phật mà khai tâm mở trí, thấy rõ được cái con đường đi của mình, con đường đưa tới hạnh phúc, đưa tới an vui chân thật. Mong rằng tất cả quý vị hiểu được cái điều đó, để mình đến chùa là để mình tu tập, để mình chuyển hóa bao nhiêu những cái tâm niệm xấu ác nơi con người của mình, để mình có thêm từ bi, để mình có thêm một chút trí tuệ, để mình xứng đáng là những người con Phật đã tiếp nhận được cái gia tài mà Đức Phật để lại cho thế gian này, cho tất cả những đứa con của Ngài ở trên thế gian này. Hãy xin Phật cho con một chút từ bi, hãy xin Phật cho con một chút trí tuệ để mình hiểu mình, hiểu cuộc đời, để mình sống một cuộc đời tốt đẹp. Và chỉ có như vậy thì con Phật mới xứng đáng là người con Phật. Đức Phật là đấng cha lành của tất cả chúng sanh vạn loài, tất cả chúng ta là con của Đức Phật đó, thì xin hãy nhận lấy cái gia tài mà Đức Phật để lại đó cho mình. Đừng nhận những thứ rơm rạc, đừng nhận những thứ ô nhiễm bụi bặm. Hãy nhận lấy cái viên ngọc quý của từ bi, viên ngọc quý của trí tuệ mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật. Một đóa hoa hồng thắm như lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn, hùng vĩ che chắn bên con trước cơn bão tố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha là sống của...